giờ anh nói với Út, rồi anh nói với Út nói gì nè, Út em ở tỉnh sống bằng hoàng, ở Hậu Giang em sống hoàng đi, thì anh giao xe cho em, thì đó em sống thì đó là anh cũng là chứ sao cũng là vợ chồng 5 năm rồi. Đó là anh quýnh em sai, em cũng nói câu đó là gian tua, anh mới quýnh tập em thôi. Anh còn thương em lắm, em đừng có bảo em cái gì, em muốn mượn ai được mượn chị, em chẳng xấu anh chấp nhận. Vì em thương anh, vì em á điện một tiếng cho anh á, là nghe tiếng của em thôi, sợ em là chết dục đường hoặc là chết xứ của ta. Tại vì á là tại vì xe đó là tại vì chính chủ của Hậu Giang là anh chạy á, đó chiếc xe anh về dưới này anh có bán có 700 ngàn thôi, 700 ngàn. Rồi xong rồi anh chạy tới luôn á, anh không có ai bắt hết trơn á, tại vì anh là cái bản đồ tỉnh xe của anh. Rồi tại vì tại ta không có bắt anh bắt cái gì, bắt xe không có bắt làm gì, bắt cái ba cái điều giấy tờ đó về chặt chội tủ chứa đồ. xe để mình đi làm đó ha. Tại anh nói là anh bức rứt cái điều đó là chị Út Cưng á muốn trở về với anh, anh nói thôi anh cũng chị Út Cưng gắng cho anh làm đi, hoặc là bắn sốt, hay là chị Út Cưng nói đúng là quê xứ của anh là chị Út Cưng quyết biết xứ của anh mà quen biết xứ của anh hết trơn tất cả hết, là tại chị Út Cưng á, vì anh giao cái xe đó anh nói chị Út Cưng là bán cái số 2 ngày thôi, cái gì ra nấy, anh thương chị Út Cưng là càng ngày chị Út Cưng làm lần đó, rồi ta thôi cài chiếu cưng làm gì làm, anh giờ như là anh sống dưới này anh khỏe của thằng của anh, thì chị Út Cưng muốn về chơi thì anh chấp nhận, muốn chơi ra quán đồ chơi nói chuyện đồ chơi, thì chị Út Cưng về chảnh gì bán số cũng được nữa, đừng có vô nhà cái chòi anh được rồi, đừng cho cậu mà anh thấy, cũng là vẫn còn thương hay sao à? Nói chung là anh chấp nhận anh còn thương, là tại chú cưng á thì cho chú cưng đi thoải mái đi. Anh không anh đúng là còn thương mà cho chị Út đi làm dạ. Anh giờ anh chờ chị Út cũng thương anh, là không dám về cái chậu của anh đổ anh là ở đó, là sợ cộng mà anh về cộng mà anh nắng chữ chị cưng. Thì sẵn tiện em nói này nè, là thí dụ như là anh cũng phải nói cô Tư này kia, hoặc là anh nè mình khi mình lên clip á, mình nói chung là mình nói phải đúng sự thật nha, nói đúng sự thật. Sợ mình sai sự thật rồi mình sẽ xúc phạm tới người khác này kia đó, đó anh sợ. Đối với em thì em chỉ là người chuyển tải gì lên thì cũng không ngờ cũng qua trạm này kia. Nói đó. Chung là anh nói chung á là anh nói cứ nghe Vĩnh à, cái gì ra nấy, chị Út Cưng á muốn về chơi, à, chị Út Cưng á mọi người nào á cái số biết số của anh á ở đây với anh, chị nói em ở đây nè, anh ra chơi với em hai chút tiếng ngoài gì đó, xe của anh á giao cho em gì đó, là em về em bắn số mà em cũng nghe rồi em coi đó gì đó, rồi giờ anh nói dốt, rồi anh nói dốt nói gì nè, Út em ở tỉnh sống bằng hoàng, ở Hậu Giang em sống bằng hoàng đi, thì anh giao xe cho em gì đó, em sống thì đó là anh cũng là chứ sao cũng là vợ chồng 5 năm rồi. Đó là anh quýnh em sai, em cũng nói câu đó là gian tua, anh mới quýnh tập em thôi, anh còn thương em lắm, em đừng có bảo em cái gì, em muốn mượn ai được mượn chị, em chẳng xấu anh chấp nhận, vì em thương anh, vì em á điện một tiếng cho anh á là nghe tiếng của em thôi, sợ em là chết dục đường hoặc là chết xứ của ta, xứ của em ở giờ ấp Trần Trác hay ở Trần Trời gì đây nè, nó em nghe tiếng của anh thì lên còn mạng này anh nhớ còn thương em nhiều lắm. Đó tại vì anh á là anh thương chịu nhiều lắm, tại chịu con anh bữa đó là anh đỡ tay quýnh chịu con, là chịu con nói chuyến này anh á chuyến này không thấy em nữa, rồi xong anh lên tiếng nói em chết hay gì, chết xứ của ta hay là xứ của mình. Rồi chứ anh không có ý định là để lên anh đi tìm chịu hả? Anh không có tìm, cho chịu con đi sống thoải mái đi. Anh vợ chồng anh á là anh với chịu con là như là một người á, một hướng đi hướng chịu cũng đi hướng dạ. Anh ra anh ở đây anh làm dạ. Tại vì công ty của anh là ở đây công ty anh làm ổn định rồi, tại tỷ anh đi nghỉ 2-3 ngày người ta đuổi việc anh nữa, tại vì dạ, anh dạ, là tại vì người ta thiếu dân nè, người ta kiếm dân vô rồi mới vô đuổi anh đi nữa, anh biết sao không? Bây giờ là khó kiếm việc để làm lắm. Ok anh nghĩ là khó kiếm việc lắm nha, tại vì anh đeo giờ anh gắng làm
tại vì anh á là anh gắn đeo anh làm ở đây, anh như vậy ta chiếu quân á, đi đi đâu đi anh không quan tâm, tại chiếu quân á là sống với anh không có con cái gì hết. Anh ghen tôi làm gì, tại chiếu quân ghen anh quá. Ở đó anh sống là anh thì một thời gian chiếu quân trở về với anh đó, chiếu quân á là con với nít tì à, chiếu quân cũng rất là buồn tại anh chia sẻ như vậy rồi. Rồi hằng ngày cơm nước thì sao, ăn cùng với cô Tư hay sao là à, nói chung là anh thường bữa anh á, hồng khi anh không có cá mắm mà không ăn, không có cá mắm ăn, anh cũng đi dân lưới mà anh về dân lưới kiếm cá đồ ăn đó. Cái ao tụi ta bỏ rồi đó mà anh cũng kiếm cá đồ ăn. Rồi chiếu con cũng sống với anh nè, chiếu con biết chứ, chiếu con có mần cá mắm đâu, cơm nước anh lo hết. Ồ ý là lúc này có ăn, ý là ăn một mình hay là có cô Tư rồi ăn chung không? Nói chung là bà vợ luôn luôn lúc nào anh cũng lại chơi với bà vợ anh. Bà vợ anh nói thôi lại buồn buồn nhậu chơi nửa lít chơi thằng ơi. Hai mẹ con nhậu luôn. Nói chung là anh cũng nhậu hai ly anh nghỉ rồi à. Cũng đạp xe đạp xe phi anh hai giờ mấy anh đi làm nữa rồi. Giờ anh đi làm trong anh nuôi tôm mà anh không, mà ngày anh ít về nhà lắm. Chứ bữa nay nghỉ sao? Anh giao cho ta làm trống là luôn cho thức ăn cho ta, là mình mượn người ta. Dạ, mượn người ta. Giờ tính qua đây là gặp em xong là chở cô Tư đi đi chợ ha. Ừ. Nãy anh cũng bởi cái nhà bà nói chở bà mẹ về đằng mẹ đi rồi mẹ chở mẹ đi về thay đồ. Anh nói mẹ thay đồ đi con ấy, con chở mẹ. Đi xe đạp luôn hả? Nói chung là anh nói xe đạp, anh không có chở. Anh nói hồi đó anh chưa có sân đan á, anh chở chiếu quân là từ Hậu Giang đi đi về lộ đó. Đó xe đạp của chiếu quân đó. Ồ, xe đạp màu hồng hả? Ừ, đó. Này xe đạp thần kỳ. Ừ. Nói chung là kỷ niệm là anh không quên. Xe đó là anh nói chung là chiếu quân chạy sân đa cho mọi, tại chiếu quân đó là ưa bị nhức khớp á, là chạy xe nhức mỗi mò ấy rồi đó. Là anh nói thôi bà chuyến này bà kiếm giấy số kiếm bán số đi, là tôi giao sân đa cho, tôi có còn mợ tôi giao hết cho bà giấy sân đa đó cho bà chạy đó. Anh thương thiệt tình đó. Rồi đó anh đúng là chiếu quân là mua chiếc ghim, rồi xong rồi chiếu quân mua chiếc ghim đó, rồi xong rồi anh rồi sau đó chiếu quân đó thôi tôi giờ nghỉ bán số rồi, nói giờ bà nghỉ bán số tôi kiếm người khác tôi bán cho 1.4 triệu nha, bà nói bán đi. Rồi đó 1.4 triệu anh té xe nè, té xe rồi chiếu quân có lo tiền thuốc cho anh đâu, tự anh ấy nữa cậu mà anh lo thuốc cho anh luôn, ý là con anh là cháu rể đó. Rồi giờ có khi chị Út xem được video clip thì ngày mai chị Út về luôn là sao? Chị Út về anh chắc anh nói chị Út cũng về á, chị Út ấy cuộc sống chị Út cũng bán số, chị Út cũng lo từ sống thì chị Út cũng lo, còn anh á giờ anh sống ở trong lô trong anh nuôi tôm và anh hôm kia chị Út cưng ở trong nhà đó, hoặc là còn mà anh á là gặp chị Út cưng với bà vợ nó là mất công nó mày giờ mày sống làm gì mày á, mày không có là vợ có thằng nữa nó, tại vì anh á chị Út cưng là đi anh là 4-5 lần rồi, anh kiếm làm gì thì tự động chị Út cưng về kiếm anh. Tại vì chị Út cưng là làm gì làm, anh không quan tâm, anh ghen làm gì, mình là người đàn ông mình còn ngày mình nhớ chị Út cưng là ra đường, chị Út cưng ra ngoài đường cho đi bán số, anh cho đi bán số, anh ghen coi làm gì đó. Anh cũng giao xe cho chị Út cưng đi bán, anh cũng người đáng sẹn rồi đó. Bây giờ chị Út cưng nghĩ ghen anh, rồi chị Út cưng á coi cái nick này á, chị Út cưng là phải chấp nhận lại, chị Út cưng đừng có nói gì cho anh hết. Nói chung là cái gì đừng có xúc phạm ai chứ, rồi cuộc sống mình là lo cái mình miếng ăn với củ đi. Thì tới tỷ mình không có đồ ăn, okay. Mình phao quẹt mình ăn chén cơm cũng được nữa. Đúng rồi, ok, vậy là ok rồi đó. Rồi cũng mong sao được video clip lên thì chị Út nghe ha. Chị Út nghe được anh Thận nói vậy đó. Muốn quay lại thì có gì lấy số người khác rồi liên hệ với anh Thận đi. Hay gọi cho anh Tiến hay sao? Nói chung là chị Út Phương á muốn quay trở về với anh. Anh cũng điện anh Tiến, anh cho nghe Tiến thôi, sợ anh là chết trên dọc đường hoặc là chết trên kia vậy thôi. Anh sợ là cái đó thôi. Nói chung là anh cũng thương chịu quân cái điều, tại vì quá đi đợt trước anh cũng kiếm, bây giờ anh kiếm làm gì, kiếm chịu quân làm lưng anh mệt lắm. Tại anh lo làm cái vụ tôm này anh chết luôn.
Rồi vậy thôi anh Thuận ha. Chào okay, cả, chào rồi. Nước nha. Qua, rồi mình gặp nhau video tiếp theo nha. Dạ.